Chào cô bác anh chị em và các bạn. Chắc chị em nào cũng biết cái món mứt này hồi nhỏ ai cũng thích nè. Nhưng mà hồi nhỏ thì mình chỉ làm mứt dừa màu trắng thôi. Hôm nay mình khuyên chia sẻ cách làm mứt dừa màu tự nhiên từ rau củ quả. Cũng như hồi nhỏ mình thích ăn nhiều đường, nhưng mà bây giờ mình khuyên làm ít đường để cho các cô bác anh chị em và các bạn đều có thể ăn được để tốt cho sức khỏe. Và bây giờ cùng bắt đầu làm mứt dừa cho ngày Tết nha. Mứt dừa sắc màu. Bởi vì ngày Tết thì mình cần phải có những cái màu tươi sáng như vậy nè. Đây là cái dừa người ta bán để uống nước á. Trái dừa này sau khi rửa xong, anh chị em và các bạn thấy ở đây á, trái dừa người ta có sẵn một cái đường cắt sẵn cho mình rồi. Mình thử ra mình lấy ra dễ lắm. Sau khi mình lấy hết nước dừa ra xong, cái này anh chị em và các bạn sẽ cho vào trong tủ đông đá. Mình phải đục nó xong rồi mình tách nó ra. Cài cài vậy đó, cứ lấy ra xung quanh luôn, giống y chang hồi nãy vậy đó. Đó, ra rồi. Để như này vô giống như hồi nãy nha. Lấy ra nguyên vẹn luôn. Sau khi mình cạo sạch hết xung quanh, bỏ hết cái lụa và rửa sạch sẽ, mình chẻ ra kiểm tra thấy cái dừa này nó vừa lắm luôn á, tức là nó mềm đó, nó mềm mình ăn không có bị cứng. Mình lấy một thau nước, sau đó mình cho vô trong 2 lít nước này muối khoảng 15 gram. Sau đó mình vắt vào đây 2 miếng chanh, khoảng nửa trái chanh để cho dừa trắng á. Mình quậy tan muối. Nãy giờ mình ngâm ở đây khoảng 30 phút. Anh chị em và các bạn thấy cái dừa nó ra dầu quá chừng nè. Và mình phải rửa cho thiệt là sạch cái dầu. Bởi vì nếu như mà mình để có cái dầu á, là lúc mình sơn nó không có kết tinh đường, nó sẽ bị chảy ra. Bây giờ mình sẽ rửa cho đến khi nước trong nè. Nước nóng lắm á, anh chị em và các bạn. Rửa sạch xong cái lần cuối cùng, mình ngâm cái nước nóng 60 độ trong vòng 5 phút. Tổng cộng mình rửa khoảng 8 cho đến 9 lần luôn. Nước trong vắt như vậy luôn, thì mình đổ ra rổ. Sau khi để ráo, mình cân 800 gram đường theo tỷ lệ dao động từ 400 cho đến 600 gram. Cho 1 ký dừa, mình sẽ cho là 450 gram cho 1 ký dừa. Ở đây mình có 800 gram dừa, mình sẽ cho 360 gram đường. Nhớ là đường trắng tinh luôn đó, thì sẽ làm ra mứt dừa trắng. Mình cũng có thể làm nhiều đường cho nó dễ kết tinh. Sau khi nó dư cái đường ra đó, thì chị em mình sẽ làm nước màu để mà kho thịt cá cũng ngon. Nhiều đường thì nó dễ thành công. Còn nếu mà ít đường quá thì lúc mà mình sên á, nó không có đủ đường để bám, nó dễ bị thiếu đường. Mình sẽ thấy cái miếng mứt dừa của mình nó không có đường. Rồi sau đó mình sẽ trộn đều lên. Rồi mình ướp ít nhất là 4 tiếng để cho cái đường này nó chảy tan đều ra, rồi nó thấm vô trong dừa. Và nếu như anh chị em và các bạn muốn làm cái màu á, sau khi ướp được 30 phút thì mình sẽ chia ra nha. Mình trộn đều xong, lúc này nước đường nó cũng chảy ra rồi đó. Và nhớ trộn nhẹ nhẹ không thôi cái dừa nó bị gãy nát ra. Cũng chia một nửa nước qua bên đây luôn. Cái củ dền đó, chị em mình có thể xay, sau đó vắt lấy nước. Nhưng mà ở đây nó có sẵn cái củ dền này nè,
Thành thử ra mình lấy luôn, người ta nấu sẵn đó. Sau đó thì tùy theo đậm nhạt để mình cho vô. Cho rồi mình kiểm tra, nhớ là đừng cho nhiều quá, là một chút nữa nó đậm màu, khi sên nó ra luôn màu đậm. Rồi như vậy là được rồi. Để tạo màu xanh mình có thể cho lá dứa hoặc là rau spinach hay là rau cải bó xôi. Cái này người ta gọi là rau chân vịt nữa đó. Tùy theo anh chị em và các bạn làm cái lượng nhiều hay ít thì mình cho nha. Và xay. Cũng như tùy theo mình thích đậm hay nhạt nữa. Lẽ ra mình định làm có một màu trắng thôi, nhưng mà sau đó mình nghĩ là nên chia sẻ cho anh chị em và các bạn tất cả các màu từ rau củ quả nè. Rồi mình xay bằng cái cây này. Đây là baking soda. Cái này là để giữ màu xanh cho rau củ quả. Ở đây người ta có ghi nè. Nó là bột nổi làm bánh đó, nhưng mà nó là baking soda chứ không phải là baking powder. Mình cho một xí xí thôi. Thế là khoảng hai cái đầu đũa ăn của mình. Cho một cái chén này là 100 ml đó. Rồi quậy lên. Thì cái màu này nó sẽ bền, nó không có bị mất màu, không có bị tái lên á. Rồi mình cũng chia ra giống như lúc nãy. Lấy dừa với lại lấy đường. Rồi cho cái này vô và nhớ là cho từ từ, đừng cho nhiều quá. Cho nhiều là cẩn thận, coi chừng nó bị đậm, lấy ra không được á. Cũng đảo nhẹ nhẹ, không thôi nó gãy hết dừa nè. Như vậy là được rồi, đừng đậm quá. Mình cho con chút xíu và còn cái này lại để dành gói bánh tét. Màu tím được lấy từ bắp cải tím. Và nó sẽ hoàn toàn không có mùi. Do đó anh chị em và các bạn đừng lo. Xay với nước lạnh. Mình không cần nhiều lắm đâu, cái này mình xay nhiều á. Sau đó mình vớt bọt. Mình cho ra đây. Baking soda. Và một lượng bằng một cái đầu đũa của mình. Nhỏ như vậy. Thì cái này nó sẽ chuyển thành màu hoa đậu biếc. Anh chị em và các bạn biết cái màu hoa đậu biếc đó là nó như vậy nè. Và tùy theo anh chị em và các bạn thích làm màu hoa đậu biếc thì mình pha như vậy nha. Bây giờ mình cho màu tím. Cũng ít ít thôi. Xóc lên. Rồi tiếp tục sau đó tất cả mình sẽ ngâm cho đủ giờ là từ 4 cho đến 6 tiếng. Và mình làm 4 màu như vậy thôi. Nếu chị em nào thích làm màu vàng thì có thể làm với lại củ cà rốt, là những cái loại rau củ quả tiện ở đây có đó. Nếu như thích vani thì chút nữa mình sên xong gần cuối mình cho vô nha. Mình sẽ cần một cái chảo lớn để chút mình đảo cho dễ đó. Nên sử dụng cái chảo chống dính. Và đầu tiên thì mình nấu lửa lớn. Mình đảo nhẹ thôi, lưu ý đừng có đảo mạnh bởi vì lúc này dừa nó còn giòn. Rồi từ từ mình sẽ thấy dừa trong là nó chín từ từ đó. Vẫn để lửa lớn để tiết kiệm thời gian. Cái này dễ lắm. Cái này hồi nhỏ mình đã làm được rồi đó, thành thử anh chị em và các bạn cứ y chang mình làm nha. Bắt đầu để lửa lớn, sau đó cái mình hạ từ từ xuống. Rồi, bây giờ hạ từ từ xuống nha. Cái này sên cũng nhanh lắm. Để số 7, bếp mình có 9 số. Dừa lúc này trong ra là chín. Rồi mình cứ làm như vậy hoài luôn. Và một lưu ý quan trọng nữa đó là khi mình sên mứt dừa, anh chị em và các bạn nhớ đừng có cho nhiều quá. Tức là cái chảo phải thiệt là lớn để lúc khi nó kết tinh á, mình đảo được. Thứ hai nữa là lúc đường kết tinh, lửa mình phải để thiệt là nhỏ luôn. Như vậy nó mới không bị cháy. Và thứ ba nữa là với chị em nào mình chưa quen làm mứt dừa đó thì nên cho nhiều đường chút. Ví dụ 1 kg dừa mình cho 600 g đường thì lúc đó mình dễ thành công hơn. Còn khi mình quen rồi đó
là chỉ cần cho 400g đường cho 1 ký dừa là được. Rồi bây giờ mình thấy nó cạn nước từ từ nè, thì lúc này mình hạ lửa, cứ càng cạn thì càng hạ lửa nha. Và lúc này thì bắt đầu mình phải đảo liên tục để cho đường kết tinh. Đường kết tinh tức là do mình quậy đó, đồng thời là do nó bốc hơi nước lên. Còn nếu chị em nào không đảo là nó không có kết tinh đường được. Và cạn dần thì cứ hạ lửa dần. Đó, bây giờ trong chảo mình đảo đã nghe nó hơi bắt đầu xào xạc rồi, tức là đường nó bắt đầu hơi chướm chướm lên cát ở trong đây đó. Thì lúc này hạ tiếp lửa xuống, như vậy thì cái mứt dừa của mình nó mới trắng. Là không được dừng, đảo liên tục vào lúc này. Quan trọng đó là mình phải kiên nhẫn, tức là mình phải để lửa nhỏ, chứ nếu như mình để lửa lớn là nó cháy đó. Và có chị em làm không thành công, nó bị chảy luôn. Tức là do thứ nhất mình cho ít đường quá, thứ hai nữa là mình để lửa lớn, không đảo cái lúc mà cuối này nè, thì đường nó không có kết tinh được. Trong trường hợp mà mình đảo mình thấy nó không kết tinh á, thì chị em mình có thể cho ra, rồi cho thêm đường vô, ngâm tiếp một chút, rồi cái cho nó cái đường nó chảy ra rồi lại tiếp tục đảo là được à. Nhưng mà lúc đó là dừa nó phải chưa có cháy nha, nếu cháy là làm không được. Đó, bây giờ nó lên cát rồi đó, bắt đầu sột sột á, anh chị em và các bạn nghe không? Hạ lửa xuống một chút nữa, số 2 thôi, để nó không bị cháy. Lúc mình đảo mình thấy cái miếng nào nó dính lại quá thì cũng tách tách nó ra cho nó khô đều. Nhớ để lửa thật nhỏ lúc này nha. Bếp chính số mình để số 2 thôi, hoặc là số 1 luôn. Bây giờ mình để gần hơn để cho chị em nhìn thấy rõ. Khi mà dừa nó bắt đầu nó lên cát như vậy rồi á, là nhiệt mình phải để thiệt là thấp xuống luôn. Mình đang để số 1. Mình để lâu lâu cho chị em nhìn thấy cái quá trình đường kết tinh cũng như là đường bám vô trong cái mứt dừa của mình. Và cái lượng đường mình khuyên làm như vậy là nó vừa đủ, không có bị dư. Thứ nhất là mình không có phải ăn nhiều đường, thứ hai là không có dư đường nè. Hoặc là một cái vá và một cái đũa mình đảo như vậy nè, vừa đảo vừa tơi nó lên để cho nó nhanh khô. Cũng như lúc này mình muốn thơm mùi vani thì cho một chút xíu vani. Sau đó cái mình can nó ra như vậy nè, mình để ở đây tắt lửa, thì cái chảo của mình nó đang còn ấm nóng á, nó sẽ làm cho mứt dừa của mình khô thêm. Và chị em nhìn xuống chảo sẽ thấy không có nhiều đường. Đó, bây giờ nó giòn quá chừng nè. Khi mình để trong chảo hơi lâu lâu đó anh chị em và các bạn, nó sẽ khô lên, giòn rớp rớp luôn. Cái này nhanh lắm, mình xin chỉ có mười mấy phút à ta, khoảng 12 phút thôi à. Rồi bên dưới nè, nó không có bị đường nhiều đó. Bây giờ mình sẽ sên màu xanh, cũng giống như màu trắng. Mình nấu luôn cái đường lúc nãy còn dư lại. Ban đầu mình cứ nấu lửa lớn, đừng có sợ nó hư gì hết á. Nấu lửa lớn cho nó nhanh cạn nước á. Và lúc này vừa chín rồi, do đó mình sẽ liên tục đảo. Nếu mình không đảo là những cái miếng bên dưới nó bám dưới đáy chảo nó sẽ bị cháy. Và lúc cạn rồi đó, mình cho vani cho thơm.
hoặc là thích cái hương gì thì mình có thể cho vào lúc này. Cái lượng một tô như vậy mình xên chỉ cần có 7 phút thôi là mình đã có màu xanh. Cái sau đó mình tắt lửa, mình để ở đây một chút xíu, khoảng 3-4 phút để cho cái sức nóng của chảo làm cho khô thêm, rồi sau đó mình mới đổ ra. Đó, bây giờ cho ra luôn nè. Chị em và các bạn thấy cái màu xanh nó đẹp quá chừng ha. Mình cho lật lợt thôi thì nó ra cái màu nó lật lợt, nó đẹp hơn là cái màu đậm. Cái đường này nè, mình bỏ đi, bởi vì nếu mình lấy nó ảnh hưởng của màu qua mấy cái màu kia. Cũng như mình rửa cái chảo cho thiệt là sạch nha. Rồi cũng đến màu hường luôn. Thật ra thì anh chị em và các bạn đừng có luộc cái dừa. Mình rửa bằng nước nóng 60 độ thì cái dừa của mình nó ngon hơn. Mình luộc là nó bị cứng, nó khô, cái dừa nó không có còn ngon nữa. Và để cho cái vị nó ngon hơn, anh chị em và các bạn có thể rắc qua một chút xíu xíu muối nha. Lúc mà nó gần sệt sệt như vậy rồi mình rắc muối nè. Sau khi được rồi, mình tắt lửa. Rồi cái mình dàn đều ra và để trong chảo thêm một chút xíu, khoảng 2-3 phút để cho mứt dừa nó khô thêm. Khi mứt dừa khô thì nó mới không có bị chảy nước sau này. Và cuối cùng là màu tím. Nếu như chị em nào thấy cái màu nó chưa có đậm á, thì cái lúc gần cuối này nè, mình cũng có thể cho vô được luôn. Chứ ban đầu mình đừng có cho nhiều quá là nó đậm, mình lấy ra không được á. Nếu như mình đảo không kỹ, bên dưới nó sẽ có cái cọng nào mà mình không có đảo á, là nó sẽ bị vàng nè. Do đó nhớ cố gắng là mình phải đảo cho đều tất cả các cái cọng luôn nha. Rồi mình cũng cho một chút xíu xi muối. Nếu như chị em nào mình dừng lại á, không có đảo á, là những cái cọng mà phía bên dưới nó sẽ bị vàng. Do đó chú ý mình phải để lửa thiệt là nhỏ. Nếu mình đảo không kỹ nè thì những cái miếng bên đây nè nó sẽ vàng như vậy nè. Thành thử ra nhớ là lúc mình làm mứt dừa đó thì phải để lửa nhỏ, đồng thời là phải lúc nó lên cát là phải đảo liên tục. Năm nay không về được Việt Nam. Mình đã làm xong mứt dừa rau củ quả tự nhiên, ít đường nè, thơm ngon, màu sắc đẹp tươi sáng nữa. Sau khi làm xong, chị em mình sẽ để nó nguội, thiệt là nguội luôn, rồi cho vô hộp kính, đậy kính lại. Và cũng không tốn quá nhiều thời gian, Tết xa quê mình chỉ cần có một dĩa mứt dừa như vậy là đã có được một mùa xuân. Hôm nay cũng là ngày 27 Tết. Mình khi nghĩ rằng là những ngày này, nhà nhà đang tất bật chuẩn bị đón Tết, sắm sửa cho gia đình. Ai ai cũng tất bật để chuẩn bị đón Tết. Tự dưng mình bồi hồi và nhớ Việt Nam dễ sợ luôn á. Không biết anh chị em và các bạn có vậy không ta? Và nhân đây thì Bình Khuyên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể cô bác anh chị em và các bạn đã cùng đồng hành với Bình Khuyên trong những năm qua. Và cảm ơn tình cảm của tất cả mọi nhà, mọi người, từ em bé cho đến các cô lớn tuổi, các chú, các bác, các dì, các chị, các em. Và chúc nhà nhà đón một cái Tết thật hạnh phúc, bình an, vui vẻ. Và cùng nhau vượt qua một cái Tết đáng nhớ trong cuộc đời, đó là Tết Covid. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Happy New Year!